bắt gặp Đàm Tùng Vận đi dã ngoại cùng với bạn trai, còn mang theo cục cưng của cả hai. Cư dân mạng đang bàn tán xôn xao về cảnh hẹn hò của Đàm Tùng Vận. Đàm Tùng Vận thuộc lớp diễn viên thực lực của màn ảnh nhỏ Sử Trung, nổi lên từ những dự án Thanh Xuân Vườn Trường. Giờ đây mỹ nhân sinh năm 1990 được khen ngợi hết lời vì khả năng nhập vai ấn tượng trong cả hai mảng hiện đại lẫn cổ trang. Sau Quy Lộ, Đàm Tùng Vận tiếp tục nhập đoàn phim mới đóng cùng Hứa Khải trong Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao. Cảnh gặp đôi đi dã ngoại cùng nhau còn dắt theo thú cưng đang gây bão sau khi được lan truyền. Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Bắc Kinh Nào Đẹp Bằng Em của tác giả Cửu Nguyệt Hy. Đây là dự án được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trên đường đua truyền hình thời gian tới. Nhờ nguyên tác Đình Đám cùng John Crash, đội ngũ sản xuất hàng đầu Trung Quốc, thời gian đầu Đàm Tùng Vận nhận ý kiến trái chiều về tạo hình xuề xòa, bị nữ phụ chặt đẹp khi đứng chung khung hình. Vừa qua, ekip đã đăng tải poster nam nữ chính, trong đó Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đang tham gia một buổi dã ngoại. Cặp đôi gây chú ý bởi sự đẹp đôi tương tác bùng nổ phản ứng hóa học. Đặc biệt, Đàm Tùng Vận còn để lộ đôi chân thon thả vạn người mê. Bên cạnh các món ăn được bày biện đẹp mắt, sự xuất hiện của thú cưng của cặp đôi cũng gây ấn tượng lớn cho khán giả. Cách đây không lâu, cảnh đám cưới của cặp đôi chỉnh trong phim cũng đã được tung ra. Đây là căn cứ để khán giả ra dự đoán về cái kết đẹp sẽ đến với các nhân vật trong bộ phim này. Không khí ngọt ngào trong ảnh cùng biểu cảm đáng yêu từ nhân vật chính khiến Hứa Khải, Đàm Tùng Vận được cư dân mạng khắp nơi đẩy thuyền nhiệt tình. Hiện bộ phim chưa ấn định thời gian lên sóng cụ thể, khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào màn kết hợp của hai diễn viên tài sắc trong thời gian tới.